Bé trai 8 tuổi bị máy gặt lúa tông tử vong khi đang bắt chuột. Khi đang mải mê bắt chuột trong ruộng lúa, bé trai 8 tuổi không may bị máy gặt lúa tông trúng tử vong tại chỗ ngày 15 tháng 9. Công an huyện Ipa, tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân em Đinh Kỳ, 8 tuổi, trú tại thôn Năm, xã Pơ Tó, huyện Ipa bị xe cắt lúa tông tử vong. Trước đó, em Đinh Kỳ đi bắt chuột trong một ruộng lúa trên địa bàn. Lúc này, ruộng lúa đang được đưa máy gặt tới thu hoạch lúa. Trong khi đang mãi mê bắt chuột thì không may em kia bị máy gạt lúa liên hợp do ông Hoàng Đình Hòa, sinh năm 1970, trú tại thôn 4, xã Pờ Tó, điều khiển tông trúng tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, phòng kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Công an huyện Yê-pa cũng tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo